Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tô Đại lạm quyền quá mức khi xua quân vào rạp kiểm tra độ tuổi khán giả. Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội Việt Nam xôn xao về một clip liên quan đến một bộ phim Mai gắn nhãn 18 cộng của đạo diễn Trấn Thành. Theo đó, công an đã xông vào rạp chiếu bộ phim này kiểm tra tuổi của khán giả đang xem phim. Hành động này của công an đã gây tranh cãi về hành vi lạm quyền. Báo Kinh tế Đô thị ngày 28 tháng 2 có bài bình luận kiểm tra độ tuổi khi khán giả đang xem phim Mai. Quyền khán giả cần được tôn trọng của tác giả Minh An. Và đây là hình kiểm tra độ tuổi khi khán giả đang xem phim Mai. Bài báo cho biết, việc lộ ra hành vi kiểm tra của công an bằng cách xông vào rạp phim đang chiếu, khán giả đang xem phim, đã dẫn đến nhiều tranh cãi về sự tôn trọng đối với khán giả. Dù dư luận đồng tình rằng, việc kiểm tra đối với khán giả trẻ là điều cần thiết. Tuy nhiên, cách mà công an đột ngột ập vào rạp chiếu phim để kiểm tra đã khiến dư luận bất bình vì sự thô lỗ và lạm quyền của họ. Sự việc này xảy ra vào ngày 24 tháng 2, theo Vietnamnet Online, đại diện rạp CineStar đã xác nhận vụ việc và cho biết hôm đó đoàn thanh tra của phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 đi kiểm tra. Trong đoàn, một số người mặc sắc phục công an và một số mặc đồ dân sự. Việc này xảy ra ngay giữa lúc bộ phim đang được công chiếu và kết quả đã cho thấy không có khán giả nào dưới 18 tuổi bị phát hiện. Vẫn theo người đại diện của CineStar, trước đó thanh tra quận 1 thành phố Hồ Chí Minh từng có nhiều đợt kiểm tra rạp này và cho rằng đây là việc làm thông thường có thể xảy ra ở bất cứ rạp nào trên cả nước. Việc bị kiểm tra bất ngờ không chỉ với CineStar mà còn xảy ra ở hầu hết các tỉnh thành. Đại diện hệ thống rạp CGV cũng cho biết các cụm rạp thuộc hệ thống tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội trong thời gian gần đây cũng bị các đoàn kiểm tra đột ngột xông vào, tìm trẻ vị thành niên trong rạp. Và đây là hình được chụp từ video clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng ập vào rạp đang chiếu phim mai để kiểm tra tuổi của khán giả. Trên mạng xã hội, nhiều người bất bình khi cho rằng các tổ chức kiểm tra như vậy là thô bạo, thiếu sự tôn trọng tối thiểu đối với khán giả khi họ đang xem phim. Các cơ quan chức năng cần xem lại cách thức kiểm tra, vì sao không kiểm tra từ đầu buổi chiếu cùng với cửa sót vé. Theo báo Kinh tế Đô Thị, nhiều người đặt câu hỏi, vì kiểm tra là cần thiết, nhưng kiểm tra khi khán giả đang xem phim, buổi chiếu phim sẽ bị gián đoạn. Người xem hụt hẫn, nhất là người chấp hành các quy định về độ tuổi được phép xem phim. Nhà báo Nguyễn Thiện, cựu phóng viên báo Phụ nữ thành phố, đã mỉa mai trên trang cá nhân rằng, việc kiểm tra rạp chiếu phim cho thấy Sài Gòn hết sức chú ý giáo dục thiếu niên, fan này khỏi lo thiếu trường học rồi nhé. Theo giới quan sát, trong thời gian gần đây, lực lượng công an Việt Nam đã có nhiều biểu hiện lạm quyền quá mức. Điều đó khiến lực lượng này trở thành một loại kiêu binh thời hiện đại thao túng mọi mặt đời sống chính trị và xã hội ở Việt Nam hiện nay. Cựu tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp thị, nhà báo Tâm Chánh đã bình luận và cảm thán rằng: Sài Gòn để công an vô rạp xét tuổi người xem phim thì nước non này thành của công an cả rồi. Ai chủ trương và cấp nào quyết định chuyện tày trời đó? Và đây là hình Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Lực lượng chức năng cho biết họ kiểm tra dựa theo công văn chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với nội dung là tăng cường kiểm tra, giám sát bộ phim được dán nhãn 18 cộng. và đặc biệt vì kiểm tra nhắm vào phim Mai của đạo diễn Trấn Thành. Tránh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa, ông Lê Thanh Liêm sẽ trực tiếp kiểm tra việc kiểm soát độ tuổi khán giả xem phim theo quy định của lực điện ảnh 2022. Theo tránh thanh tra Lê Thanh Liêm, nếu các rạp không làm nghiêm ngặt khi kiểm tra phát hiện sai phạm, thanh tra bộ sẽ xử lý và người đứng đầu rạp sẽ phải chịu trách nhiệm. Công luận thấy rằng, điều vừa kể đã cho thấy Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang nỗ lực để tạo ra một nhà nước cảnh sát và duy trì chế độ công an trị. Điều này chỉ làm xấu đi hình ảnh của nhà nước Việt Nam trong con mắt của quốc tế. Rõ ràng, mối quan tâm lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là giữ vững an ninh chính trị để duy trì vị trí độc tôn lãnh đạo, quản lý nhà nước và xã hội của họ. Việc làm của Bộ Công an không hề xuất phát từ mục đích ít nước lợi dân và đang làm xấu hình ảnh một nhà nước tự cho mình là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tô Đại làm quyền quá mức khi xua quân vào rạp kiểm tra độ tuổi của khán giả. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ga tàu thủy Bạch Đằng, một cách dùng từ tùy tiện, phản cảm. Ngày 28 tháng 2, blog Gió Bớt trên AFA có bài Ga tàu thủy Bạch Đằng, ai là tác giả? Tác giả cho biết, mấy ngày qua, mạng xã hội soi sùng sụp vì hình ảnh bản hiệu trái tay, gai mắt, ga tàu thủy Bạch Đằng. Người Việt xưa nay quá quen với từ bến, gắn với nơi ghe tàu neo đậu đón khách, tiếp nhận bốc dở hàng hóa như bến sông, bến tàu, bến cảng ở cả hai miền Nam Bắc. Và đây là hình bài trên blog Gió Bất của AFA tác giả nhận xét riêng bến bạch đằng ở sài gòn đã thành địa danh quen thuộc cảnh quan đặc trưng hơn nữa nơi đây có tượng đức trần hưng đạo uy nghi từng bị dời lư hương gây xáo động lòng người nên càng thêm nhạy cảm bến bạch đằng của sài gòn không chỉ là cái tên vô cảm mà mang hơi thở của lịch sử tâm thức giữ nước của cha ông truyền lại biển hiệu ga tàu thủy bạch đằng xa lạ lưng lửng phá nát không gian quen thuộc cứ như cái gai đâm vô mắt vô tim như thách thức lòng dân. Tác giả đề cập đến cảnh báo của nhà báo Tâm Chánh, nguyên tổng biên tập báo Sài Gòn tiếp thị cho rằng, các anh em lãnh đạo Sài Gòn đừng giỡn đề biển bến tàu Bạch Đằng là ga tàu thủy Bạch Đằng, mất gốc đó đa. Tác giả cũng dẫn stated hóm hỉnh của nhà thơ Đỗ Trung Quân khi ông thay từ ga vào từ bến trong các nhạc phẩm Bến Xuân của hai nhạc sĩ Vân Cao và Phạm Duy. Hay bài Sài Gòn đẹp lắm của nhạc sĩ Y Vân. Khi đó Bến Xuân trở thành Ga Xuân, và dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, trở thành dừng chân trên ga khi chiều nắng chưa phai. Và đây là hình bản hiệu Ga Tàu Thủy Bạch Đằng. Tác giả nhắc đến tình trạng sử dụng tiếng Việt tùy tiện mà nhà báo Nguyễn Thông đã chỉ ra. Mọi thứ Nghĩa của các từ ga, bến, cảng, sân bay đều rất rõ ràng, rành mạch, chuẩn mực như vậy, chả hiểu đứa chích mẹ nào thay đổi, gọi thành cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Nội Bài, ga tàu thủy Bạch Đằng, cảng xe khách Miền Đông. Từ ông chủ tịch nước, ông thủ tướng, ông bộ trưởng giao thông, tới đám quan chức lao nhau phía dưới, cả báo chí nữa đều hết sức bắt nháo khi dùng những từ ga bến cảng, mặc dù đó là tiếng mẹ đẻ của họ. Chính họ phá tiếng Việt chứ không phải ai khác. Nếu vị nào đem những từ nói trên so với tiếng nước ngoài, rồi lấy lý do này nọ để bào chữa cho cái sai, chẳng hạn nói thời hội nhập thì phải thế, thì tôi xin nói ngay, người Việt cứ phải dùng tiếng Việt cho đúng cái đã. Tác giả tìm kiếm trên Google thì phát hiện, hóa ra từ ga tàu thủy không chỉ mới xuất hiện năm 2024 mà đã có mặt trên đời ít nhất từ năm 2017. Theo đó, ngày 23 tháng 11 năm 2017, báo lao động đã có bài Lung linh ga tàu thủy hiện đại ngay trung tâm Sài Gòn. Và đây là hình từ điển tiếng Việt của giáo sư Hoàng Phê. Trên trang web của công ty Sài Gòn Waterbus, không chỉ có ga tàu thủy Bạch Đằng mà còn có ga tàu thủy Bình An, Linh Đông, Thủ Thiêm, Hiệp Bình Chánh. Tác giả Mỉa Mai kết luận, với những thông tin có hệ thống suốt 7 năm qua, thì từ ga tàu thủy không thể là lỗi của thằng đánh máy, đích thị là sản phẩm của lãnh đạo ngành giao thông. Thật ra trí tuệ các ông này cao lắm, chuyện khó như thu phí đường bộ, đổi thành thu giá, để qua mặt quốc hội, các ông còn làm được thì ga tàu thủy chẳng là cái đinh gì cả. Không chỉ vậy, tác giả còn phát hiện ở hai mục bến và ga trong các bộ từ điển tiếng Việt đã cho kết quả hải hùng. Theo đó, các từ bến và ga được giải nghĩa theo cách mà người ta có cảm giác là chúng được dịch từ sách vở nước ngoài thành tiếng Việt, chứ không phải giải nghĩa từ tiếng Việt của đời sống người Việt. Tác giả tiếp tục kết luận, hóa ra tác giả của cụm từ ga tàu thủy phản cảm, tréo miệng chối tai người Việt, không chỉ là những quan chức chân vịt bánh xe mà còn có những viện sĩ của cái viện lẫy lừng là lọ ấp mỗi năm hàng ngàn tiến sĩ. Hơn ai hết, chính họ đã dùng hàng ngàn tỷ đồng ngân sách đầu tư nghiên cứu để tù mù hóa, rối rắm hóa sự trong sáng của tiếng Việt. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ga tàu thủy Bạch Đằng, một cách dùng từ tùy tiện phản cảm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.